Đây đeo coi, mọi người phải rất cẩn thận nha mọi người. Mọi người có thấy như nào? Đó, một con rắn lục trong ổ gà mối nha mọi người. Mới mới ra xanh lè nằm im đây luôn, khủng khiếp quá. Mấy bên thập tay vô là nó trâu mình rồi mọi người ơi. Ui xưa, cái cụm này lớn lắm mọi người. Thôi bây giờ mình sẽ giúp cho nó đi chỗ khác nha. Được quá. Coi luôn mà thấy ớn quá. Rồi mình giúp cho nó đi nha mọi người. Ở ra đây. Con rắn này nó chưa sao mọi người. Bụng nó bự quá. Cho nó đi nha mọi người. Rắn lục đuôi đỏ mọi người. Đuôi đỏ này, vừa quá. Rồi, để vô đám tranh đã cho đi đây. Đây mọi người. Nãy mình quay mình moi ra một ít cái này, mình mới dứt con chuột. Nãy xe biển mình sáng nhánh này trong sâu quá, cái cũng làm biến moi ra. Đấy, cái cụm nó bò vào đây. Người thấy không? Đó, bò đây mình mới moi một vạch thôi nha mọi người. Chạp qua bên kia mình moi một bên kia nữa. Đây quả mối nó cứng lắm mọi người. Nhờ xe biển thần kỳ của mình rồi. Đó. Xe biển này 1m2 rất là nặng nha mọi người. Mình chờ ống 4 ly luôn này. Ống này là 4 ly ống dây. Nặng lắm. Sánh rỡ rồi đào đất xuống lắm. Nhờ cái đấy mình mới đào những cục quả mối hay những đất cứng mình đào sánh rỡ đồ xuống lắm mọi người. Đây. Cụm này rất lớn nha. Từ mình mới đo là từ đây qua đây. Là nó 1m7 nha mọi người. Mình mới đo sơ chiều dài thôi. Mình phỏng phỏng rồi thôi, nhiều lúc có hơn ạ. À. Cụm lên rất là cao. Đây ra cũng to lắm này. Rồi, để mình moi ra rồi tiếp tục rồi mình quay tiếp tục cho mọi người xem nha. Nó ngã đó nha mọi người. Cụm rừng rất là đẹp luôn đó, mọi người. Rồi đó đó. Mình mới xuống cục đó nha mọi người. Giờ này ăn sâu xuống ấy. Cho nên mình làm biến đào đất ra mình cưa, mình xách luôn. Coi dần chân và dần cây đó này. Đây khi mình tựa thưa ra một xíu nữa là rất là đẹp nha mọi người. Nó bò rất là đẹp luôn. Bên đây mình có phát hiện một cái cây sát bên luôn. Là thấy nó... Đây. Mình thấy nó quặn không? Thấy con đó. Đây mọi người. Đó. Đây đỡ chụp mình quay lại thử nha mọi người. Rồi trước mắt là mình xử lý cái cây này trước. Rồi mới quay lại cho mọi người xem tiếp nha. Đây nha mọi người. Em đã khui đất ra hết rồi. Giờ cách tía nữa là ok luôn, là chơi với vậy mọi người. Rấu như mì tôm luôn. Thằng thân đây thì nó ra mà nó có một cái rọ chút xíu một xíu, nó ăn vô mà mình chọc nó lờ tét mọi người. Rọ này chắc mình cắt bỏ luôn cái thằng này ra luôn. Giờ nó tét hết rồi, tét lét luôn này. Nó tét là biết giữ được hay không biết. Để coi thử. Rồi, để mình cắt tỉa gọn gàng rồi quay lại cho mọi người xem tiếp nha. Rồi, mọi người. Đây là gì tới nhà rồi đó. Giờ mình kích cân chứa lại cho nó gọn lại nha mọi người. Thank you.
tốt của cây này là từ bên đây, từ cái từ mép đây và hết cái cọng nhỏ đây.